Thưa quý vị và các bạn, cây mía luôn là cây trồng chủ lực giúp các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đem lại sự đổi thay đời sống cho người dân. Cho dù trải qua nhiều năm gặp khó khăn do đường nhập khẩu, sản xuất mía đường bị thua lỗ liên tục, nhưng nhờ có chính sách tạo lập thị trường cạnh tranh công bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường liên kết giữa công ty cổ phần mía đường Cao Bằng với nhà máy đường phía Trung Quốc, hình thành các tổ nhóm, hợp tác xã nhằm liên kết chặt chẽ giữa nhà máy với người dân, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Đến nay, ngành mía đường quyết tâm phục hồi vùng nguyên liệu từ 3.000 đến 4.000 ha, phấn đấu sản lượng đạt trên 300.000 tấn một vụ, để cây mía ngọt hơn với người nông dân. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, kể từ khi được cổ phần hóa công ty mía đường Cao Bằng, đến nay huyện Quảng Hòa, vùng trọng điểm của mía, đã trồng 2.452 ha mía nguyên liệu, có thời điểm vùng nguyên liệu lên tới gần 3.000 ha, tăng gấp đôi so với năm 2006. Mía đã từng là một thời hoàng kim, trung bình mỗi hộ thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng trên một ha, góp phần thoát nghèo cho hàng nghìn hộ. Tuy nhiên, do sức ép cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu khiến cho vùng nguyên liệu mía giảm đáng kể. Thế nhưng do làm tốt khâu liên kết, hiện có 4.200 hộ nông dân trồng mía ký hợp đồng với nhà máy. Trung bình một hộ thu nhập bình quân từ cây mía đạt hơn 40 triệu đồng một vụ. Với mục tiêu tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, một mặt là tái cơ cấu ngành đường theo xu thế hội nhập vững chắc. Mặt khác, công ty cổ phần mía đường đang triển khai quyết liệt các giải pháp, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều cơ chế chính sách nhằm duy trì và phát triển ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất chất lượng mía nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm từ mía. Vào đầu tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 1514 QĐ-BCT áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp là 47,64% đối với đường nhập khẩu có nguồn gốc nguyên liệu của Thái Lan. Chính sách này được áp dụng từ ngày 9 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, gieo thêm kỳ vọng phục hồi cho ngành mía đường Việt Nam sau một thời gian dài chịu sức ép lớn từ đường bán phá giá, nhập lậu và gian lận thương mại. Nhờ có chính sách hỗ trợ trên, các doanh nghiệp mía đường Việt Nam nói chung và ngành mía đường Cao Bằng nói riêng đã từng bước phục hồi và tăng trưởng. Tín hiệu vui mừng nhất là từ tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về hợp tác liên kết sản xuất và thu mua cây mía nguyên liệu với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sau khi thống nhất các biện pháp sản xuất liên kết giữa hai địa phương, Tập đoàn Mía đường Đông Á Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc sẽ đảm nhận là đơn vị đầu mối chính trong việc liên kết tiêu thụ mía nguyên liệu của tỉnh Cao Bằng. Về phía tỉnh Cao Bằng, tiếp tục quy hoạch vùng trồng mía nguyên liệu, hỗ trợ nông dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, đầu tư về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đưa các loại giống mới vào sản xuất, đầu tư cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, đem lại năng suất, chất lượng cao, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và có chế tài xử lý ngăn chặn đối với các trường hợp tư thương tranh mua mía nguyên liệu, bố trí nguồn ngân sách để tu sửa, mở mới các tuyến đường nội đồng phục vụ cho khâu vận chuyển, đồng thời có nguồn kinh phí xây dựng các tuyến mương thủy nông phục vụ tưới tiêu. Sau gần một năm thực hiện thỏa thuận về đầu tư cung cấp mía giống, ứng trước phân bón cho người dân sản xuất đúng thời vụ của Tập đoàn Mía đường Đông Á Nam Ninh Trung Quốc, đến nay vùng nguyên liệu đã tăng diện tích trồng giống mới như QD42, QD46, ROC22. Điều quan trọng là công ty cổ phần mía đường đã đổi mới phương thức quản lý, sản xuất hiện đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân trồng mía theo quy trình kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, thâm canh tăng năng suất, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm. Từ hơn 20 năm nay, dù giá nguyên liệu bấp bênh, nhưng gia đình anh Triệu Văn Viên, tổ 4, thị trấn Hòa Thuận vẫn duy trì trồng trên 1 hecta mía. Do làm tốt khâu chăm sóc và sử dụng giống mới, nên diện tích mía luôn phát triển tốt, cây mía mọc cao, thân thẳng, không bị đổ gãy. Sản lượng đạt từ 80 đến 90 tấn mía trên 1 hecta, trong đó chủ yếu là đạt loại A. Hiện đang có giá thu mua cao nhất trong vụ mía nguyên liệu năm nay. Trừ chi phí đầu tư, gia đình thu nhập hơn 80 triệu đồng một vụ. Gia đình tôi cũng trồng theo kỹ thuật chăm bón phân chuồng kết hợp với tiến nông NPK ấy, là cho sản phẩm mía nó đạt năng suất cao hơn.
So với cái giá của năm nay thì công ty bao tiêu thì bà con tôi thấy giá nó ổn định hơn cái cây trồng khác. Năm nay thì thời tiết khô hạn kéo dài, đâm ra là cũng ảnh hưởng đến quy trình trồng mía. Xong là cũng hạn nhiều, xong là cũng ảnh hưởng đến cái năng suất của cây mía. Từ nhiều năm nay, huyện Quảng Hòa được xem là vùng mía, chiếm 97% diện tích trồng mía toàn tỉnh. Mỗi năm toàn huyện trồng 2.000 hectare mía, tập trung nhiều nhất ở các xã Đại Sơn, Cách Linh, Hạnh Phúc, Hồng Quang, thị trấn Hòa Thuận. Niên vụ 2021-2022, vùng nguyên liệu mía của công ty đạt gần 2.200 ha, sản lượng hơn 140.000 tấn. Đến niên vụ sản xuất 2022-2023, toàn tỉnh trồng 2.251 ha tại ba huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh và Thạch An, coi nguyên liệu là sự sống còn của nhà máy đường. Do vậy, để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, hàng năm đơn vị có những chính sách hỗ trợ nhằm đồng hành cùng người trồng mía một cách phù hợp. Trong năm vừa qua, thực hiện chính sách rõ nét nhất là Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng đã đầu tư hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo phương thức trả chậm, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất. Nhà máy bước vào vụ ép từ giữa tháng 11 năm 2022 và dự kiến kết thúc vụ cuối tháng 2 năm 2023. Đến thời điểm này, đơn vị đã thu mua khoảng 100.000 tấn mía nguyên liệu, sản xuất được trên 10.000 tấn đường, đạt 70% kế hoạch. Doanh thu ước đạt trên 200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với vụ trước. Giá bán đường bình quân là 16.900 đồng trên 1 kg. Nhằm nâng cao giá trị đối với cây mía, Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng đã làm thủ tục hồ sơ xuất khẩu mía nguyên liệu cho một số nhà máy mía đường phía nước bạn Trung Quốc. Tuy nhiên, từ vụ sản xuất năm 2019 đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc xuất khẩu mía bị chững lại. Hiện đơn vị tiếp tục kết nối, trao đổi hàng hóa. Đối với vùng nguyên liệu thì chúng tôi cũng đang cố gắng là sẽ có phương án là liên kết hợp tác với phía Trung Quốc để có thể nhập các cái bộ giống mới về để triển khai cho bà con trồng, để mong sao cho nâng cao được năng suất và sản lượng. Thứ hai là cải thiện được cái chất lượng, hàm lượng đường trong mía để nâng cao được hiệu quả sản xuất. Thế để làm được việc đấy thì cũng mong là các chính quyền các cấp cũng trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên là cũng mong muốn là chính quyền các cấp là tiếp tục ủng hộ, đặc biệt là trong cái việc ngăn chặn cái việc tư thương tranh mua mía làm cái nhiễu loạn tranh mua mía mà chúng tôi đầu tư để làm nhiễu loạn cái kế hoạch sản xuất, kế hoạch thu mua mía của công ty chúng tôi. Đối với cái dây chuyền sản xuất thì chúng tôi cũng có kế hoạch sẽ đầu tư để tự động, để áp dụng các cái máy móc thiết bị để tự động hóa một số công đoạn để cải thiện cái chất lượng đường thành phẩm và giảm giá thành để tính cạnh tranh. Thứ hai là về cái công tác tiêu thụ thì chúng tôi cũng hướng đến là sẽ nâng cao cái tỷ trọng tiêu thụ bán lẻ để nâng cái giá trị của sản phẩm lên. Ngoài về đối với người lao động thì chúng tôi cũng đang cố gắng hướng các cái đến quyền lợi của người lao động, là nâng được cái mức lương của người lao động lên. Thứ hai là các cái chế độ phúc lợi xã hội cũng công ty cũng đang được càng ngày càng chú trọng để làm sao để người lao động để an tâm gắn bó với công ty. Tiếp tục xác định mía là cây trồng mũi nhọn, tỉnh đã quy hoạch nâng diện tích toàn vùng thời gian tới lên 4.600 ha, sản lượng ước đạt khoảng 335.000 tấn trên một vụ. Trong đó 170.000 tấn phục vụ nguyên liệu cho sản xuất của nhà máy mía đường Cao Bằng. Tại Hạ Lang, Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng đã liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm cho người dân phát triển sản xuất.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vũ Thành tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu mía nguyên liệu xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau nhiều năm phát triển vùng nguyên liệu, năm 2022, huyện Hạ Lang trồng gần 160 ha mía, đạt 53,2% kế hoạch giao. Trong đó, mía nguyên liệu đạt diện tích trên 140 ha, chiếm tỷ lệ hơn 88%. Chủ yếu trồng nhiều tại các xã Thị Hoa, Thống Nhất, Cô Ngân. Hiện do công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Thành cung ứng mía giống để triển khai trồng theo hướng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Cây mía không chỉ phù hợp với thổ nhưỡng địa phương mà còn tiết kiệm được công làm đất do cây mía trồng một lần, thu hoạch được 3 năm. Là vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng khí hậu phù hợp chu kỳ sinh trưởng của cây mía, Cao Bằng nhanh chóng phát triển trở thành vùng nguyên liệu, được đánh giá là một trong những cây trồng trọng điểm của tỉnh. Nhờ khai thác hiệu quả, cây mía đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo của hàng chục nghìn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Không chỉ dừng lại ở chỗ thoát nghèo, nhiều hộ dân trong vùng nguyên liệu mía còn nỗ lực vươn lên trở thành những hộ sản xuất giỏi, làm giàu cho gia đình và xã hội. Huyện Hạ Lang đã triển khai thành công trong sản xuất liên kết theo hướng bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu sang Trung Quốc, khuyến khích người dân các xã biên giới phát triển được vùng nguyên liệu chuyên canh rộng lớn, năng suất cao, giúp bà con nông dân làm giàu với nghề trồng mía. Không nằm ngoài quy luật thị trường, cây mía và ngành đường cũng đang phải gánh chịu sức ép tương tự, song việc tăng cường hợp tác liên kết phát triển sản xuất với Tập đoàn Mía Đường Đông Á Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc là hướng đi lâu dài đã được thực tiễn kiểm chứng. Giờ đây câu chuyện được mùa thiếu đầu ra không khiến nông dân đau đầu vì đã có sự tham gia của doanh nghiệp. Vậy nên, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục thông quan đang là nhu cầu bức thiết. Có như vậy, cây mía nói riêng, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh mới có thể xuất khẩu bền vững. Nhằm bảo đảm sản xuất mía hiệu quả, theo các huyện cần tiếp tục ra soát xây dựng vùng sản xuất mía tập trung, có chính sách khuyến khích áp dụng cơ giới hóa, cải thiện giống mía và quy trình canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành mía ở những vùng có lợi thế, tăng cường sản xuất mía liên kết với nhà máy đường, có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng tranh mua, tranh bán, vi phạm hợp đồng liên kết trong sản xuất tiêu thụ mía. Các địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ phát triển cơ giới hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thiện tổ chức sản xuất mía và chuỗi sản xuất đường. Chuyên mục Cao Bằng tiềm năng và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.